kinh hoa nghiêm đại phương quảng phật hán dịch sa môn thật xoa nan đà việt dịch tỳ kheo thích minh định hòa thượng tuyên hóa giảng giải giới thiệu sơ lược về bảy nơi chín hội ba mươi chín phẩm bộ kinh này gồm có bốn mươi năm phẩm kinh văn nhưng chỉ dịch ra được ba chín phẩm gồm tám mươi quyển hội thứ nhất thì nói về tiên nhân quả từ hội thứ hai đến hội thứ sáu thì nói về sai biệt nhân quả. Hội thứ bảy thì nói bình đẳng nhân quả. Hội thứ tám thì nói thành hạnh nhân quả. Hội thứ chín thì nói chứng nhập nhân quả. Hội thứ nhất có 11 quyển là cử quả hoan lạc sinh tín phần. Hội thứ hai đến hội thứ bảy cộng lại có 41 quyển là tu nhân khế quả sinh giải phần. Hội thứ tám có bảy quyền là thác pháp tiến tu thành hạnh phần. Hội thứ chín có hai mươi quyền là y nhân chứng nhập thành đức phần. Hội thứ nhất tại bộ đề đạo tràng. Hội này nói sáu phẩm: một phẩm thế chủ diệu nghiêm, hai phẩm như la hiện tướng, ba phẩm phổ hiền tam muội, bốn phẩm thế giới thành tựu, năm phẩm thế giới hoa tạng. 6 phẩm tỷ lô giá na. Hội thứ nhì ở tại điện phổ Quang Minh, hội này nói 6 phẩm. 7 phẩm danh hiệu Như Lai, 8 phẩm Bốn Thánh Đế, 9 phẩm Quang Minh Giác, 10 phẩm Bồ Tát Vấn Minh, 11 phẩm Tịnh Hạnh, 12 phẩm Hiền Thủ. Trên đây là 12 phẩm Diệu Pháp nói ở tại Nhân Gian. Hội thứ ba ở tại Điện Diệu Thắng trên Cung Trời Đao Lợi, Hội này cũng nói 6 phẩm 13 phẩm thăng lên đỉnh tu di 14 phẩm kệ tán tu di 15 phẩm thập trụ 16 phẩm Phạm Hạnh 17 phẩm công đức ban đầu phát tâm 18 phẩm Minh phát hội thứ tư ở tại điện Bảo Trang Nghiêm cung trời dạ ma hội này nói 4 phẩm 19 phẩm thăng lên trời dạ ma 20 phẩm kệ tán dạ ma 21 phẩm thập hạnh, 22 phẩm thập vô tận tạng. Hội thứ năm ở tại điện nhất thiết diệu bảo trang nghiêm cung trời đâu xuất. Hội này nói ba phẩm, 23 phẩm thăng lên trời đâu xuất, 24 phẩm kệ tán đâu xuất, 25 phẩm thập hồi hướng. Hội thứ 6 ở tại điện Ma Ni Bảo Tạng, cung trời tha hóa tự tại. Hội này chỉ nói một phẩm, 26 phẩm thập địa. Trên đây là 14 phẩm Diệu pháp nói ở trên Thiên cung. Hội thứ 7 ở tại điện Phổ Quang Minh, hội này nói 11 phẩm. 27 phẩm thập định, 28 phẩm thập thông, 29 phẩm thập nhẫn, 30 phẩm A Tăng kỳ, 31 phẩm Thọ lượng, 32 phẩm Bồ Tát trụ xứ, 33 phẩm Phật bất tư nghị pháp ba tư phẩm thật thân tướng hải, ba năm phẩm tùy hảo quang minh, ba sáu phẩm hạnh phổ hiền, ba bảy phẩm như lai xuất hiện. Hội thứ tám tại điện phổ quang minh, hội này chỉ nói một phẩm, ba tám phẩm đỉa thế gian. Hội thứ chín ở tại rừng Thệ Đa, hội này chỉ nói một phẩm, ba chín phẩm vào pháp giới giải thích chúng bát bộ tứ vương tám bộ chúng bốn ông vua hộ đời bát bộ tức là một a tu la vương hai ca la vương ba khẩn na la vương bốn ma hầu la già vương năm dạ xoa vương sáu long vương bảy kiều bàn trà vương tám càn thát bà vương tứ vương tức là một phương bắc đa văn thiên vương hai phương tây quảng mục thiên vương 3. Phương Nam Tăng Trưởng Thiên Vương 4. Phương Đồng Chỉ Quốc Thiên Vương Mỗi vị thống lãnh hai bộ chúng 12 chúng trừ thiền thuộc dục giới và sắc giới Tại dục giới có 7 chúng 1. Nguyệt Thiên Tử 2. Nhật Thiên Tử 3. Tam Thập Tam Thiên Vương 4. Tô Dạ Ma Thiên Vương 5. Đầu Xuất Thiên Vương 6. Phá Lạc Thiên Vương 7. Tha Hóa Tự Tại Thiên Vương tại sắc giới có năm chúng một đại phạm thiên vương hai quang âm thiên vương ba biến tịnh thiên vương bốn quảng quả thiên vương năm đại tự tại thiên vương